Trên lĩnh vực an ninh trật tự, xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã phát huy vai trò trách nhiệm được giao, chủ động bám sát cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao, ghi nhận tại huyện Vĩnh Cửu. Địa bàn xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu tập trung nhiều phòng trọ, công nhân lao động từ nơi khác đến sinh sống. Trong thời gian vừa qua, công an xã đã tăng cường tuyên truyền đến các chủ nhà trọ, người thuê trọ về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng chống, tố giác tội phạm. Hộ gia đình ông Lương Ngọc Nhà ở xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu có hơn 40 phòng trọ. Trước đây, tình hình trộm cắp, cướp giật diễn biến phức tạp nên ông cảm thấy lo lắng. Nhưng kể từ khi xã có lực lượng công an chính quy thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn và tăng cường công tác tuyên truyền nên các loại tội phạm được kéo giảm hẳn. Bên công an đến để mà tuyên truyền về vấn đề an ninh trật tự đó thì bản thân tôi là thứ nhất là phải làm theo pháp luật, thứ hai nữa thì tôi cũng tuyên truyền cho người ở trọ của mình là phải bảo vệ được cái tài sản của mình. Khi phát hiện ra cái vấn đề là như trộm cắp đồ thì tri hô lên và phối hợp để ngăn chặn vấn đề đó lại. Cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được kiềm chế, nhưng mà từng lúc từng nơi thì cũng cái tội phạm nó còn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là cái tội phạm về hình sự, tội phạm về đánh bạc, tội phạm về có tính chất bạo lực như cố ý gây thương tích, rồi tội phạm về ma túy, cờ bạc còn diễn biến phức tạp. Lực lượng nói chung là đã được tăng cường nhưng mà còn mỏng và thực hiện cái nhiều mặt công tác khác nhau, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự này nhiều đôi lúc nó còn mang lại hiệu quả chưa cao. Theo đánh giá của công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an xã trên địa bàn hiện nay được xem như lá chắn thép đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, lực lượng công an xã, thị trấn toàn tỉnh đã xử lý gần 4.000 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận trên 5.500 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ các tin báo, cơ quan công an đã giải quyết, xử lý trên 5.500 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra các cấp có thẩm quyền khởi tố trên 3.500 vụ. Ngoài ra, tham mưu xử lý hành chính gần 3.000 vụ với số tiền hơn 6 tỷ đồng và đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc hơn 1.000 người. Chỉ tính riêng tại huyện Vĩnh Cửu, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn đã xử lý gần 100 vụ phạm pháp hình sự, tiếp nhận trên 140 tin báo tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới thì để đảm bảo cho tình hình chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán năm 2024 thì công an xã chuẩn bị xây dựng cái kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, luôn luôn tổ chức cái lực lượng tuần tra, đồng thời là tuyên truyền bà con trong các vấn đề mà phòng chống sử dụng pháo nổ, buôn bán vật liệu nổ. Công tác mà tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm cũng như là các về cái tình hình mà trật tự an toàn xã hội, khi mà người dân báo thì công an xã là đã tiếp nhận và xử lý ngay tại cơ sở ban đầu, do vậy là nó đảm bảo về cái tính kịp thời tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì là cơ bản là được giữ vững, tạo được cái lòng tin của nhân dân cũng như là của cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá tốt và đánh giá hiệu quả. Có thể khẳng định lực lượng công an chính quy hiện nay tại xã đã tạo ra một luồng gió mới, là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Với sự nỗ lực của lực lượng công an xã, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.